nhằm ngày 30 tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần. Nghi thức truyền thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Nam mô Bụt Thầy, thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Ukka sammayang phante tisarane nasaha athanga sammanagatang upo sathang yachama Dutiyam bhimayang phante tisarane nasaha athanga sammanagatang upo sathang yachama Tatiyam bhimayang phante tisarane nasaha athanga sammanagatang upo sathang yachama Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới lần thứ hai. Chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đứng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đứng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đứng chánh biên tri. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đứng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đứng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đứng chánh biên tri. Buddhaharanam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật. Dhammang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghang sarami. Đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyam bi Buddhang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyam bi Buddhang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyam bi Dhammang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyam bhi dhammang saranam gacchami.
Lần thứ hai đệ tử nguyện quy pháp. Duti yambi sangham sanam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng. Duti yambi sangham saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng. Tati yambi buddhaṃ saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tati yambi buddhaṃ saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tati yambi dhammaṃ saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tati yambi dhammaṃ saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tati yambi sangham saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng. Tati yam sangham saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Ba na ti ba ta Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Anatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Đệ tử nguyện giới không trộm cướp. Appamacchariya Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Appamacchariya Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Mù sa hoa đa Vê ra ma ni sê kha ma đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada Vechamani Sikkhapadam Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura Merayamachappama Dakhana Veramani Sikkhapadam Kha Ba Đăng Sắc Ma Đi Ya Mi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Supramesayamachappamadatta Uechamani Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất sai. Vì cả là phụ sanh Huệ Ramani Sikha Badang Samma Diyami Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vì cả là phụ chát na Huệ Ramani Sikha Badang Samma Diyami Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacha Gita Vadita Visu Kadasana Mala Gantamide Dana Harana Mandana Vipuna Thana Veramani Sekha Badang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nacca yita wa dita visu kadasana ma la gan tha vi le panatha jana man dana vi phu sanatha na we chamani sikha padang samma diya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ocha Siena Maha Sajana Ve Ramani Sikha Badang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucha sayana maha sayana we chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang. Imang athang gassamanna gatang buddhabang nyatang upo sathang imang charatin imang chativasang sammadeva afira tùng samma diya mi. Chúng con nguyện tinh thần nghiêm trì đặc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imaniya tha sikha badani ubo sasi vala sena iman jaratan iman jidivasang sa tukang katawa apamadena sama rakitabang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, chẳng nên dễ vui. A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Sĩ lê na su ga tân yên tí, sĩ lê na phu ô ga sa ma đa, sĩ lê na nịp bu tân yên tí, ta sa ma sĩ lê người sô. Tha ye, người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên, gieo năm bọc
trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dương. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lạc. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba buddha nupavane sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba dhamma nupavane sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba sangha nupavane sada sati bhavantu te. Tất cả phu hoàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi đường đường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Con thành kính đảnh lễ ngài Hòa thượng Tế Siêu, ngài Hòa thượng Nhất Đẳng cùng chư tu nữ. Và sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Như Pháp. Và kính mời MC tiếp tục của chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân và thượng ân thượng tọa Minh Hạnh đã thay mặt cho tăng trực truyền bát quan trai giới cho hàng tử chúng con. Dạ, cảm ơn sư Quỳ Ngọc đã thay mặt cho giới tử tọa bát quan trai giới hôm nay. Kính bạch tinh đức thì là chúng sẽ tiếp tục chương trình bài học hôm nay. Đây là chương trình Phật pháp của Đức Thamát trên mạng internet qua podcast, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Còn là những thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ Năm, ngày 28 tháng 7 năm 2022, Phật lịch 2566. Để là hôm nay, môn học Pali Pháp Cú, Ba La Mã phẩm tâm kệ số 10 và 11, Mắt Bà Đáp 42 và 43 và Tịnh Tuệ Sư Vô Soạn và giảng dạy. Phẩm tâm kệ số 10, Mắt Bà Đáp 42, Duyên Sự. Bài kệ này Đức Phật thuyết đề cập đến người chăn bò tên Nanda ở xứ Kosala. Chuyện rằng gia chủ Anathabindika ở Savatthi có một người chăn bò tên Nanda trông giữ đàn bò tại vùng quê Kosala. Thỉnh thoảng Nanda mang sữa bò, bơ, xanh tô, thục tô, vân vân cung cấp cho gia chủ Anathabindika trong thành Savatthi. Có dịp diện kiến Đức Phật và nghe pháp, ông Nanda thỉnh cầu Đức Phật đến trú xứ của mình. Một ngày kia, Đức Phật cùng đại chúng tùy kheo du hành đến vùng quê của người giữ bò Nanda. Ngài dừng chân và ngồi nghỉ tại gốc cây gần nhà ông ta.
Ông Nanda đã đến Đức Phật lãnh lễ và thỉnh vào nhà để cúng dường Đức Phật và chúng tỳ kheo suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, Đức Thế Tôn sau buổi thọ thực, Ngài đã thuyết pháp tùy hỷ công đức thí chủ. Khi chấm dứt pháp thoại, người chăn bò Nanda chứng quả dự lưu. Đức Phật và chúng tỳ kheo giả ra đi. Ông Nanda đã cầm bát của Đức Phật và đi theo tiễn chân Ngài một đoạn đường. Khi Đức Phật bảo, thiện nam, hãy dừng lại, ông ta mới trao bát, đảnh lễ bậc đạo sư và trở về nhà. Trên đường về, qua khu rừng, nên đã bị một thợ săn bắn nhầm, đã chết. Các vị tỳ kheo đi sau, thấy ông thiện nam bị bắn chết, đã tiến lên và báo với Đức Phật. Bậc Thế Tôn, người chăn bò nên đã vì tiễn chân ngài một đổi xa, khi trở về đã bị bắn chết. Đức Phật nói với các tỳ kheo, dù ta có đến hay không đến, Nanda cũng không tránh được cái chết hôm nay khi ác nghiệp trổ quả. Vì các tỳ kheo không hỏi tiền nghiệp của Nanda nên Đức Phật không nhắc đến. Sau khi nói vậy, Đức Phật đã thuyết về kệ pháp cú Disso Disang Yang Tang Kajira, kẻ thù hại kẻ thù, vân vân. Chánh văn Tham Bát Ba Đa Bố Ngày Hai Kisso Lý Săng Giang Tăng Cái Dị Ra Quê Rì Hoa Bánh Á Quê Rì Năng Bích Chư Hà Bánh Hí Tăng Chích Tăng Và Bí Dô Năng Tá Tô Cá Rê. Thích văn Kisso chủ các sốt của danh từ nam tính Lý Săng, nghĩa là kẻ địch, người đối nghịch. Lý Săng đối các sốt của danh từ nam tính Lý Săng, nghĩa là đối với kẻ địch, đối với kẻ nghịch. Rằng đối các số trung tính của quan hệ đại từ, yeah, nghĩa là việc gì, điều nào. Tăng đối các số trung tính của chỉ thị đại từ ta, nghĩa là việc ấy, điều ấy. Ca diệt ra khả năng cách ngôi thứ ba số ít hình thức attano pada của động từ karoti căng to, nghĩa là có thể làm, có thể gây nên. Weri chủ các số ít của danh từ nam tính Weri, nghĩa là kẻ thù, kẻ kết oán, quan gia, cường nhân. Và Bana hai bất biến từ tạo thành một liên từ kết hợp, nghĩa là hoặc giả, hay như, vân vân. Weri năng đối các số ít của danh từ nam tính Weri, nghĩa là đối với kẻ thù, đối với quan gia. Bích Chì Hà Bánh Hi Tăng chủ các số ít của tính từ hợp thể Bích Chì Hà Bánh Hi Tăng do từ Bích Chì Hà cộng Bánh Hi Tăng, quá khứ phân từ của động từ Anitahati, nghĩa là hướng tà, khuynh hướng lầm lạc, nghiêng về sự sái quấy. Chích Tăng các số ít của danh từ trung tính Chích Tá, nghĩa là tâm thức, tư tưởng. Và ví dụ bất biến từ do từ ba ba cộng ví dụ, nghĩa là xấu hơn, tệ hơn. Năng cũng giống như tăng đối các số ít nam tính của chỉ thị đại từ tắc, nghĩa là nó, người ấy. Tato trạng từ, từ đó. Tato ba ví dụ nghĩa là tồi tệ hơn đó. Cả rề động từ khả năng cách cũng giống như ca diệt ra, nghĩa là có thể làm, có thể gây nên. Việc văn kẻ địch hại kẻ địch, cựu nhân hại cựu nhân, điều gây tệ hại hơn, điều gây tệ hại hơn chính là tâm hướng tà. Chuyển văn văn tăng đi sô đi sằng ca diệt ra quê đi quê đi năng bích chà hà bánh hi tăng chích tăng năng tát tô và ví dụ cà rề. Điều nào mà kẻ địch gây cho kẻ địch hoặc cựu nhân gây cho cựu nhân, có điều gây tệ hại hơn cho người ấy, tức là tâm hướng tà. Lý giải tâm hướng tà Bích Chư Hà Bánh Hí Tăng Tăng là tâm khuynh hướng theo ác bất thiện pháp, khiến tạo nghiệp bất thiện như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói ly gián, nói độc ác, nói nhảm nhí,
tham ác, sân ác, tà kiến ác. Điều bất lợi mà kẻ địch gây cho đối phương như đốt phá nhà cửa, bắt bớ vợ con họ, thậm chí là đả thương họ hoặc giết chết họ. Những điều ấy, kẻ địch chỉ gieo tan tóc cho người đó trong một kiếp sống này thôi. Nhưng một người với tâm thực bất chánh đã tạo nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, thì ác nghiệp ấy tạo quả khổ đau tan tóc suốt những kiếp luân hồi, khó tránh khỏi. Cũng thế, ác nghiệp tạo bằng tâm tà vậy còn tệ hại hơn những kẻ oán cừu trả thù lẫn nhau nữa. Hậu báo nghiệp ác sẽ đeo dai dẳng cho đến khi vô dư y niết bàn mới dứt. Dù là bậc A-la-hán ngũ dư y vẫn phải gặt quả xấu do nghiệp ác quá khứ ngài đã làm, nói chi là bậc hữu học và phàm phu. Kệ số 11, Mabada 43, Dương sự. Bài kệ này được Đức Phật thuyết tại Chaitanya Savatthi do câu chuyện của Đại Đức Sorayya. Chuyện rằng, trong thành Sorayya có vị công tử, con trưởng giả, vào một buổi sáng cùng với người bạn thân ngồi xe đi ra khỏi thành để tắm. Ngay lúc ấy, trưởng lão Mahakachayana muốn vào thành Sorayya để khất thực. Ngài đứng ngoài thành vận mặt lại y cho tề chỉnh, lộ thân thể màu da ánh sáng như vàng rồng. Công tử Sorayya trông thấy đã suy nghĩ, phải chi vị trưởng lão này là vợ của ta nhỉ, hoặc phải chi thân hình của vợ ta sáng đẹp như thân hình vị trưởng lão ấy nhỉ. Vừa khi công tử có tư tưởng quấy như vậy thì nam căn biến mất và nữ căn hiện ra. Công tử cảm nhận được nên hổ thẹn xuống xe chạy trốn, đi theo con đường đến Takasila. Mọi người tìm kiếm mãi không thấy đâu nên tiếp tục đi tắm. Họ trở về nhà và báo tin công tử Sorayya đã chết đuối. Gia đình công tử cùng nhau đi tìm xác cũng không thấy, họ đau khổ. Nói về công tử Sorayya bị biến đổi giới tính thành nữ, bỏ quê hương trốn đi, đến thành Takasila được một công tử cưới làm vợ. Trước kia ở quê nhà đã có vợ và được hai đứa con, nay có chồng và sau đó sanh được hai đứa con nữa, Sorayya hổ thẹn lắm. Thời gian sau, tình cờ gặp lại người bạn thân đi đến Takasila, Sorayya thú nhận với bạn. Người bạn cho biết ngài Mahakachayana đang trú tại Takasila và khuyên Sorayya sám hối tôn giả. Khi được tôn giả Mahakachayana nói xá lỗi cho, thì Sorayya được chuyển lại tính như xưa. Sorayya chán đời sống cư sĩ, xin xuất gia với tôn giả Mahakachayana. Tỳ kheo Sorayya nỗ lực tu tập và sớm chứng đắc đạo quả A-la-hán. Các tỳ kheo biết chuyện Sorayya làm cha của hai đứa con và làm mẹ của hai đứa con, nên thường hỏi ông thương con của vợ đẻ ra hay thương con của tự mình đẻ. Trước đó, Sorayya trả lời là thương con mình đẻ nhiều hơn. Nhưng sau khi đắc quả vị A-la-hán, thì ngài Sorayya trả lời không thương đứa con nào hết. Các vị tỳ kheo hiểu lầm, cho là ngài vọng ngôn, bèn đem chuyện trình bày cho Đức Phật nghe. Đức Thế Tôn bảo, quả thật, giờ đây Sorayya không còn sự luyến ái nữa, vì đã chứng lậu tận. Và Đức Thế Tôn nói thêm rằng, tâm hướng thiện có thể đem lại điều tốt đẹp mà không một người cha hay người mẹ hay quyến thuộc nào có thể tạo cho được. Đức Thế Tôn đã nói lên bài kệ Natang Mata Pita Kajira, điều cha mẹ thân quyến vân vân. Chánh văn: Natang Mata Pita Kajira Anye wa vicha nya taka samma panihitang chitang sayaso nang tato kare. Thích văn: Na phủ định từ không, không có. Tăng: đối các số ít trung tính của chỉ thị đại từ ta, nghĩa là việc ấy, điều ấy. Mata: chỗ các số ít của danh từ nữ tính, ma tu nghĩa là người mẹ.
Pita, chỗ có số ít của danh từ nam tính Pituk, nghĩa là người cha. Anye, chỗ có số nhiều nam tính của đại từ Anya, nghĩa là khác, người khác. Qua, liên từ, nghĩa là hay là hoặc là. Pi, liên từ, nghĩa là cũng. Chắc, liên từ, nghĩa là và. Ở đây chỉ là từ đệm. Nhà tất cả, chỗ có số nhiều của danh từ nam tính. Nhà tất cả, nghĩa là thân nhân, quyến thuộc. Samma Panihitang, chỗ có số ít trung tính của tính từ hợp thể. Samma Panihita, do từ Samma cộng Panihita, nghĩa là hướng chánh, có khuynh hướng chân chánh, có khuynh hướng đúng đắn. Sayaso, bất biến từ, do từ Sayas cộng So, nghĩa là tốt hơn, hay hơn. Việt văn, pháp cú 43. Điều mẹ cha thân quyến cũng không làm, cũng không thể làm được, chính là tâm hướng chánh, làm được điều tốt đẹp. Chuyển văn. Tăng mata chắc bita anh nhê qua nhà tất cả nặng cà ra sama bánh hi tăng chứ tăng nàng tato say giác sô cát rê. Điều mà mẹ cha hay người thân khác cũng không thể làm được, chính là tâm hướng chánh tạo cho người ấy điều tốt đẹp. Lý giải. Tâm hướng chánh samma panihitang cittang là tâm có khuynh hướng tốt, tâm tương ưng căn thiện, vô tham, vô sân, vô si. Để do tâm thiện ấy mà tạo nhiều điều thiện như bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, vân vân, và tác thành quả tốt đẹp như sống an vui, được sanh cõi lạc, chứng đắc thiền định đạo quả. Những điều tốt đẹp ấy chỉ có tâm hướng chánh mới làm được thôi. Người mẹ, người cha hay những người thân khác không thể được hạnh phúc nội tâm, không thể ban cho sự tái sanh nhàn cảnh, không thể ban cho thiền định, không thể ban cho đạo quả niết bàn. Giúp phẩm thứ ba, phẩm tâm, biên soạn giáo trình Tỳ kheo Tệ Siêu. Tiếp theo đây, con xin được đại diện cho chúng chung trong trung và thỉnh pháp sư. Thở Đức Phật viên thành chánh giác, cẩm đạo màu diệu pháp cao thâm. Phân vân chưa chuyển pháp luân, phạm thiên hậu Phật tâm thành cầu sinh. Bạch Thế Tôn muôn nghìn ân đức, pháp vô biên mãn túc khai qua. Mong ngày chuyển pháp đăng tòa, chúng sanh ít bụi mai mà đủ duyên. Như hoa sen đẹp xinh mùa hạ, đó vương cao đó đã mặt hồ, đó còn tận đáy vùng nhơ, chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau. Vì bi mẫn ngưỡng cầu tế độ, ngự thuyền từ cứu khổ quần mê. Chúc duyên chúc phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm. Phạm thiên vẫn vi trần phụ phục, lời thiết tha bi đức sáng ngời. Pháp vương im lặng nhận về vườn lộc giả, vì đời chuyển luân. Thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ, liễu niết bàn vô khổ vô sanh. Thế gian tam bảo tự thành, tỳ kheo năm vị đạo hành viên dung. Rồi từ đó Phật dùng trống pháp, giống đêm thâu tỉnh giấc mộng trường, giải dầu nắng gió tuyết sương, hoàng khai giáo hóa mở đường độ sinh. Bởi cớ tích sự tình ngày trước, đại phạm thiên mãi được tán dương. Kính thành dân cúng qua hương, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đường từ bi. Hàng thiện tính mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tính thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Chúng con cũng tỉnh thịnh tội hòa thượng Tệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Tại Gia.
Dạ Nam Mô Bố Thầy Giá, chúng con cũng thỉnh Hòa Thượng Tề Siêu từ đi thuyết giảng bài học hôm nay ạ. Xin lỗi quý Phật tử, có nghe được không? Giờ bạch Hòa Thượng Thầy Siêu, không biết Hòa Thượng có ở trước máy bạch Hòa Thượng nghe được không? Nếu Hòa Thượng nghe được, xin kính thỉnh Hòa Thượng gặp mấy. Ồ dạ, dạ kính thỉnh Hòa Thượng Thầy Siêu. Anh là một cái thầy nha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ kính chào Hòa Thượng Nhật Đậm, Thượng Tọa Minh Hạnh, Chư Tôn Đức. Kính chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học hai câu cuối của phẩm tâm. Tức là bài kệ số 10, số 11 của phẩm. Và kệ pháp cú số 41, 42. Trong hai bài kệ này nó có cái ý nghĩa giống như là song đối, nhưng mà duyên sự khác nhau. Lẽ ra học con từng bài cũng được, nhưng mà vì chúng tôi thấy học chung trong một ngày, trong một buổi học cũng đem lại nhiều lợi ích cho tín chúng, chúng ta có thể trình bày về cái ý nghĩa đã đối lập để chúng ta có thể so sánh, nó cũng dễ hơn. Kính thưa quý vị, trong hai bài kể này cái chỗ mà Đức Phật Ngài nhấn mạnh là cái tâm hướng tọa và cái tâm hướng chánh. Cái tâm hướng tọa nó sẽ tạo ra cái hậu quả bi đát hơn. Một
nghịch, một kẻ địch mà làm hại kẻ địch, một cừu nhân tức là kẻ thù mà hại kẻ thù, dầu cho họ có thì khác để làm tăng tốc đau thương cho kẻ thù của mình, hay là cho kẻ đối lập với mình, kẻ đối địch với mình. Nhưng mà cái sự gieo tăng tốc của kẻ thù hại kẻ thù, hay là một kẻ địch hại kẻ địch, thì bất quá nó chỉ đem đến cái sự khổ đau trong cái kiếp sống này thôi, một kiếp thôi. Nhưng nếu một người họ sống theo ác pháp, cái chữ mitta pani tăng chít tăng tức là cái tâm mà thiện tương cư với tham với sân si, nó tạo cái nghiệp thân ác khẩu ác ý ác, thì chính cái nghiệp đó nó đem lại cái quả khổ, nó gây nên cái sự tăng tốc đau thương, không những ở kiếp hiện tại mà cả về cái kiếp tương lai. Hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Có nhiều trường hợp xảy ra. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nhắc lại theo ở trong kinh điển cái chuyện trong kinh Phật, để cho quý vị thấy rõ, nhớ lại cái câu chuyện hiện tại, cái duyên sự mà Đức Phật Ngài thuyết lên cái bài kệ số 42 này, là nói về một người chăn bò nanh đá. Giữ cái đàn bò cho ông trưởng giả cấp khu đập ở dưới vùng quê, và người chăn bò này một lần đi đến tại sau khi có việc với ông trưởng giả Anathapindika cấp cô độc, thì ngay trong ngày hôm đó anh ta được duyên may gặp nhầm lúc Đức Phật,
Chứ tôi đi đến nhà cũng có cô độc để được. Ông ta rất là quan hỷ, cho nên ông ta cung kính Đức Phật. Có dịp ngài hãy ghé qua để dùng quê nơi mà ông ta ở. Thì Đức Phật ngài cũng đi du phương, rồi đây mai đó, từ chỗ này đến chỗ khác. Ngài đi đến tại cái vùng quê cũng về xứ Khô Xá Lá. Nhưng mà cái vùng quê này thì nó ở khá xa thành sau khi là kinh đô của xứ Khô Xá Lá. Vì Đức Thế Tôn ngài biết được người chân bò Đanh Đát có duyên lành với Phật pháp, cho nên ngài đã đi đến cái vùng đó và ngài cùng đại chúng tỳ kheo cư ngụ tại một cái bìa rừng. Gần nhà của người chăn bò Đanh Đát, người chăn bò liền đến đảnh lễ và thỉnh Đức Phật cùng chúng tỳ kheo về nhà để ta cúng dường bữa ăn. Sau đó Đức Phật ngài đã, sau khi tòa tượng xong, ngài đã thuyết pháp chúc phúc phước báo cho thí chủ. Ông ta được đắc quả tu đồng quần. Và khi Đức Thế Tôn ngài từ giả ra đi, người chân bò Nanh Đá đã tiễn chân Đức Phật và chúng tỳ kheo. Như một đổ xa xuyên qua một cánh rừng, Đức Phật cảm bảo Nanh Đá hãy dừng lại, tới đây được rồi. Nanh Đá trao bát lại cho Đức Phật và đảnh lễ Đức Phật từ giả quay trở về. Trên đường quay về, thì bị một mũi tên cũng do người thợ săn nên nói là trúng tên là chết. Các vị tỳ kheo đi ở phía sau bị đoàn chư tăng đông lắm thương vị, cho nên các vị tỳ kheo Đức Phật ngài đi xa ở trước, thì có một số tỳ kheo đi ở phía sau được biết cái sự kiện đó. Các vị mới về đến nơi và đảnh lễ Đức Phật, mới trình bày Đức Phật. Thì Nam Gopala, Gopalaka Nanh Đát có bị mũi tên của người thợ săn bắn lại và chết. Nếu mà ngày hôm nay Đức Thế Tôn
không có đi đến tại nơi này và đến nhà của ông Đanh Đá. Thọ thực thì chúng ta không có ra khỏi nhà thì chúng ta sẽ cùng chết. Đức Phật ngài nghe được cái sự việc đó, ngài bảo các tỳ kheo rằng cho dù ngài có đến hay không đến thì ngày hôm nay quả của ác nghiệp của quá khứ nó cũng trổ, nên đã cũng phải chết. Nhưng mà ngày đến ngày hôm nay đem lại cái lợi lạc cho Đanh Đá, là Đanh Đá được nghe pháp và chứng đắc quả dự lưu. Kính thưa quý vị, thực ra cái câu chuyện này chúng tôi sẽ được biết về cái câu chuyện thân của người chăn bò Đanh Đá làm gì để rồi phải chịu cái hậu quả như vậy. Nhưng vì các vị tỳ kheo không có lý do Đức Phật ngài thiếu tiền nghiệp tiền chất, cho nên Đức Phật ngài chỉ nói lên cái bài kệ chứ ngài không có kể lại cái tiền thân. Ở đây chúng tôi cũng ngút thêm một cái câu chuyện nữa cái chứng cứ về cái câu chuyện, về cái sự kỳ việt mà tâm hướng tà nó gây nên cái điều tệ hại hơn là một trái nghịch hại trái nghịch hay là một kẻ thù hại kẻ thù. Câu chuyện của một cũng là câu chuyện của một thiện nam. Ông thiện nam này ở tại Chê Tô Quán Đá, chùa Kỳ Viên. Người ta có niềm tin như Tam Bảo và rất tinh tấn. Vào những ngày trai giới thì chúng ta đi vào chùa thọ trì trai giới, nghe pháp và hành thiền. Từ sáng hôm nay cho đến sáng ngày mai, một ngày và một đêm thọ bất quan. Chúng ta cứ làm như vậy. Các vị tỳ kheo đều biết cái sự tinh tấn của thiện nam đó. Cho đến một ngày, ông thiện nam này vào lúc từ mờ sáng hôm sau, sau một ngày và đêm thọ bắt quan thế giới đó, ông ta bước ra ngoài cổng chùa Chê Tô Quán Đá. Bên cái hồ sen, ông ta rửa mặt. Thì ngay trong lúc đó, có một tên trộm đến phòng thành để lấy cái tài sản của một nhà dân và sau khi đánh cướp xong, ông ta tên trộm đó trốn đi, bị người ta
trì đuổi, tên trộm chạy theo cái con đường hướng về chùa Chetavana đi ngang qua, và tên trộm thấy không thể chạy thoát liền, lấy cái túi vàng vào nhà mà hắn ta trộm cắp được, ném xuống bên cạnh của ông Thị Nam đang ngồi rửa mặt. Vì tờ mờ sáng không thấy rõ mặt người, dân làng đuổi theo và thấy có một bóng người ngồi rửa mặt bên cạnh gối đồ, thì người ta móc bút lên lần người ta những gối đồ đó ra lục soát và thấy vàng bạc tài sản mà họ bị mất cắp. Người ta vu khống cho anh chị Thị Nam đó là một tên trộm, và người ta nổi cơn thịnh nộ, người ta đánh đập cho đến chết, chết tại chỗ. Khi sáng rõ, các vị tỳ kheo ra ngoài đi khất thực, gặp sát tên Thị Nam bị bầm dập và nằm chết trên bờ hồ sen, thì các Thị Nam này quá đổi thương tâm, các tỳ kheo này quá đổi thương tâm Thị Nam đó, mới trở vào và bạch với Đức Phật về cái chết của Thị Nam đó. Ông ta tinh tấn quá mà ông ta chết, thấy tội nghiệp. Lúc đó Đức Phật Hải bảo rằng ngày các tỳ kheo cái sự tu tập ngay trong hiện tại, tinh tiến nỗ lực của Thị Nam này thì cái chết này nó không có đáng, không có xứng đáng. Nhưng mà nếu nói về cái nghiệp của quá khứ thì rất là tương xứng. Rồi các vị tỳ kheo yêu cầu Đức Phật kể lại cái câu chuyện quá khứ của Thị Nam đó. Đức Phật còn mới kể rằng trong thời quá khứ xa xưa, tiền thân của Thị Nam này là một viên quan có cái nhiệm vụ trấn giữ một cái cửa ải. Khi mà dân chúng đi qua lại cửa ải, đi qua xứ này qua xứ khác, đi ngang qua cửa ải đó, thì viên quan đó có cái trách nhiệm giữ an ninh cho họ và đưa họ qua để khỏi bị trộm cướp phục vụ. Nhưng mà rồi một ngày kia, có một chàng thanh niên trẻ với cô vợ trẻ đẹp, chiếc xe bò đi ngang qua đó, xin vị quan giúp đỡ cho đi qua bên kia. Vị quan này phải lòng cái cô vợ trẻ của thanh niên, cho nên lúc đó cũng đã xế chiều. Vị quan đó mới nói rằng bây giờ trời cũng đã sắp tối, đi qua lại hải không có tiện, các ngươi hãy ở lại trong doanh trại của ta, sáng ta sẽ đưa đi sớm. Thì đêm hôm đó, cái vị viên quan này cho người tâm phúc lén đem giấu một cái viên ngọc vào trong chiếc xe bò của chàng thanh niên,
khi mà trời sáng bừng thì họ thì vị viên quan đó mới tri hô lên rằng đêm qua ông ta mất cái viên ngọc, bây giờ mọi người trước khi rời đi để qua ải thì phải bị lục soát. Và khi quân lính lục soát đến chiếc xe bò của chàng thanh niên thì bắt gặp cái viên ngọc. Vị quan này vu khống cho chàng thanh niên đó là tên trộm và đem ra giết chết. Rồi vị quan này cướp lấy cô vợ trẻ của chàng thanh niên. Do cái ác nghiệp đó, vị quan sau khi mệnh trung sanh xuống cõi khổ địa ngục, từ đó về sau hậu báo nghiệp kiếp trào cũng bị người ta vu oan giá họa rồi người ta giết chết. Đến khi chết, mặc dù là một thiện nam có niềm tin với Tam Bảo, là một thiện nam có niềm tin Tam Bảo, nhưng mà do cái ác nghiệp đã làm ở trong quá khứ cho nên không có tránh khỏi cái ác nghiệp đó. Nói đây thứ gì, qua hai cái câu chuyện này chúng ta nên hiểu rằng là khi mình một người đã tạo cái ác nghiệp mình tham sân si thì người đó sẽ phải lãnh lấy cái hậu quả bi đát từ cái đời sống hiện tại cho đến đời sống tương lai. Nó ghê gớm như vậy thưa quý vị. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái câu kệ pháp cú này thì chúng ta sẽ biết rằng là nếu mà trong đời sống của chúng ta đó, nếu mà trong đời sống của chúng ta mà chúng ta tạo những cái ác nghiệp thì chính những cái ác nghiệp đó nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái hậu quả bi đát ở trong tương lai. Dù cho ngay trong hiện tại chúng ta có làm được cái điều thiện, nhưng mà cái điều thiện của chúng ta làm nó nhẹ hơn, thì ở trong đời sống của chúng ta vẫn phải chịu cái hậu quả đắng cay, cái gọi là mitta panihita citta. Theo trong chú giải thì giải thích rằng là người với cái tâm tham sân si và tạo ra những ác nghiệp về thân như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu tâm thọc có độc ác, nô cú ích, ý tham ác, sân ác, tà kiến ác, thì khi mà tạo những cái điều bất, cái nghiệp bất thiện như vậy thì nó sẽ đưa đến hậu quả đắng cay ở trong tương lai. Cho nên bây giờ đó có những trường hợp, có những hoàn cảnh một người sống hiền thiện, biết đi chùa, biết làm phước, bố thí trì giới hoặc hành thiền, nhưng mà rồi trong cuộc sống của họ nhiều khi cũng phải gặp cái nạn tai hoặc là gặp những cái hoàn cảnh ngang trái bẻ bàn, người đã khổ đau
Lúc bây giờ nếu như mà người đó họ không có kịp suy nghĩ, họ nghĩ tại sao mình từ nhỏ đến lớn mình sống hiền thiện, mình làm việc lành, tu nhân tích đức, nhưng mà mình vẫn gặp phải cái sự đắng cay như vậy. Nếu không khéo thì người này sẽ lung lạc cái niềm tin và mất đi cái chí hướng để mà tu tập. Như với một người Phật tử có trí tuệ, chúng ta hiểu được cái câu pháp cú này thì chúng ta sẽ biết rõ là hiện tại việc thiện mà chúng ta làm nó chưa có chín mùi, thì cái ác nghiệp ở trong quá khứ mà chúng ta đã làm bằng cái tâm hướng tà nó đã đến hồi trổ quả, thì đương nhiên là chúng ta phải chịu rước lấy cái quả khổ đau. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được điều đó, nó sẽ giúp cho chúng ta có một cách nhìn, cách suy nghĩ đúng đắn. Chúng ta phải biết chấp nhận với cái quả khổ do nghiệp ở trong quá khứ của chúng ta đã tạo, và chúng ta cứ gì kham nhẫn chịu đựng để chúng ta tiếp tục tu tập làm các công đức mạnh hơn nữa. Thời như vậy chúng ta mới có thể được cái sự an vui trong đời sau. Bởi có những cái hành động hiện tại khổ mà tương lạc. Hiện tại khổ là một người trong lúc mà tu tập thiện pháp, họ phải gặt hái cái quả khổ do ác nghiệp ở trong quá khứ. Nhưng mà người này có cái sự kham nhẫn chịu đựng và có trí tuệ hiểu rằng cái khổ của ta đây là do ác nghiệp ở quá khứ, ta đã làm cái điều không phải bằng cái tâm tà vậy. Thì bây giờ kham nhẫn chịu đựng, chấp nhận cái sự khổ đó để mà hành thiện pháp tiếp tục, thì ở trong tương lai sẽ đưa đến cái quả an lạc. Cái đó là hiện tại khổ và tương lai lạc. Cho nên khi mà chúng ta học cái câu kệ này, nó sẽ giúp cho chúng ta có nhiều cách để người ta tu học, đem lại cho mình cái sự an lạc. Cũng có thể khi mà chúng ta tạo cái thiện nghiệp bây giờ nó mạnh hơn, nếu có thể làm cho trấn áp cái ác nghiệp ở trong quá khứ, làm cho chúng ta được nhẹ. Như Đức Phật Ngài có dạy rằng ai dùng các hạnh lành để xóa mờ ác nghiệp sẽ sáng chói đời này như trăng thoát khỏi mây. Thì cái điều đó cũng là một cái sự an ủi cho chúng ta vậy, thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta luôn luôn phải hiểu rằng là ác nghiệp chính do mình làm bằng cái tâm hướng lại đó, thì chính cái ác nghiệp đó nó sẽ tạo nên cái sự tệ hại vi đát hơn là cái điều mà kẻ thù gieo rắc cho kẻ thù, kẻ địch gieo rắc cho kẻ địch. Nghĩ như vậy cho nên chúng ta mới sợ những cái ác nghiệp, và chúng ta không nên làm những cái ác nghiệp. Đó là cái bài kệ thứ nhất, cái bài kệ số 42. Bây giờ ngược lại thì cái tâm hướng chánh nó sẽ đem lại cái sự tốt đẹp hơn là người khác giúp đỡ cho mình. Cái câu chuyện này như chúng ta đã được nghe về
Cái chàng công tử Suriya, anh ta khi nhìn thấy thân tướng của một vị A-la-hán Mahajana, anh ta khởi lên một cái tà niệm. Và chính vì vậy mà anh ta phải bị đổi, biến đổi giới tính. Và anh ta đã trốn đi qua một cái xứ khác, xứ Takasila. Takasila. Nhưng mà khi anh ta biết sự thiện, sám hối cái lỗi lầm, cái khuyết điểm, anh ta trở lại cái giới tính ban đầu là nam tính. Và anh ta đi xuất gia. Khi xuất gia thì các vị tỳ kheo biết được chuyện công tử Suriya trước đây ở tại quê nhà đã có vợ và hai đứa con, sau khi biến đổi giới tính trở thành tiểu thơ Suriya, đi qua xứ Takasila và có chồng cũng được hai đứa con. Thì các vị tỳ kheo đó cứ đến làm phiền, cứ hỏi ngài thương con của mình đẻ hay là thương con của vợ đẻ, đứa con nào thương hơn. Thì lúc ban đầu vị tỳ kheo Suriya nói rằng đương nhiên đứa con mình chính do mình banh da xẻ thịt đẻ nó ra đó thì mình thương hơn chứ. Và cứ thế các vị tỳ kheo vãng lai đều đi đến để làm phiền. Vị này cảm thấy ngao ngán nhàm chán, vị này sống độc cư viễn ly và tinh tấn nỗ lực, chẳng bao lâu chứng được quả vị A-la-hán. Khi mà tỳ kheo Suriya đã chứng A-la-hán, các vị tỳ kheo vãng lai các vị đó không biết, họ đi đến họ cứ hỏi chuyện giống như xưa vậy. Nhưng mà lần này thì tỳ kheo Suriya mới nói rằng một khi một người mà ái đã được đoạn tận thì không còn thương thương đứa con nào nữa. Nghe như vậy các vị tỳ kheo cho rằng vị tỳ kheo này khoe pháp Phật công nhân, họ mới đem trình bày lên Đức Phật. Thì Đức Phật mới dạy rằng quả thật vậy, Suriya do cái tâm hướng chánh nên đã đạt đến đạo quả A-la-hán, một cái quả vị mà không có một người cha, người mẹ nào hay là một người bà con quý thuộc nào có thể làm được. Thì thưa quý vị, ở trong cái câu chuyện này đó, thì chúng tôi cũng mất muốn nhắc thêm cái câu chuyện phụ thứ hai đó, là đó là trường hợp cậu Ca Lát, con trai út của ông Cóc Cô Độc. Ông Cóc Cô Độc có ba người, có bốn người con, ba người con gái và một người con trai. Thì từ mà những đứa con còn nhỏ đó, thì ông ta sau khi biết Phật pháp và trở thành bậc sơ quả, ông ta thường dạy dỗ giáo dục con có niềm tin nơi Tam Bảo. Và mỗi lần mà ông ta bận công việc đi xa, đi qua nhà của người Phật tử khác để mà giúp cho họ, chỉ dẫn cho họ cái nghi thức làm lễ trai tăng vân vân, thì cái việc mà trai tăng ở nhà mình thì giao cho
người con gái lớn. Cái cô gái lớn đó, cô ta Mahasupadda, cô ta vì có niềm tin nơi Tam Bảo, cho nên cô ta cũng làm cái công việc đó một cách đắc lực. Và khi mà cô ta được nghe pháp, cô ta chứng quả Tu Đà Hoàn. Nhưng rồi không bao lâu, cô gái lớn cũng có cô độc đi có chồng, đi về với nhà chồng, không có làm cái công việc đó được. Thế là có cô độc giao cho đứa con gái thứ là Chua Lóc Phát Đa. Về cô gái thứ này cũng có niềm tin và làm cái công việc sắp xếp tổ chức lễ trai tăng hàng ngày và được nghe pháp chứng quả Tu Đà Hoàn nữa. Sau đó cô ta cũng đi lấy chồng. Bây giờ chỉ còn có cô con gái thứ ba là nàng Sumanda Devi. Cô ta có niềm tin mạnh hơn hai người chị luôn, và cô ta được nghe pháp chứng quả Tư Đà Hàm, nghĩa là cao hơn cấp cô độc một bậc. Còn cái người con trai, trai út của cấp cô độc là cậu Ca Lát, thì cậu ta là người không có niềm tin trên Phật pháp, cứ nghĩ rằng mình con nhà giàu rồi sẵn tiền bạc đó rồi ăn chơi vân vân. Ông có cô được mấy tiền để dẫn dụ đứa con trai của mình đi vào trong Phật pháp, cho nên bỏ tiền ra để mướn nó đi chùa, mướn nó thọ trì ngũ giới. Và mỗi lần mở đi chùa mà thọ ngũ giới hay thọ bát quan thế giới thì về ông ta cho 500 đồng tiền kapana, đồng tiền vàng. Một thời gian sau thì ông ta trao giải thưởng rằng nếu mà hôm nay con đi chùa nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp mà con hiểu được cái lời một cái đoạn pháp nào, một câu Phật cô nào đem về thuyết lại cho cha nghe, cha sẽ thưởng cho con 1.000 đồng kapana. Thì cậu Ca Lá cậu đi đến chùa ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp, khi cậu ta nhắm được, nhớ được một đoạn đầu, cậu đi bỏ ra về bao nhiêu đủ tiền thưởng rồi. Nhưng mà Đức Thế Tôn này đã làm cho cậu ta quên đi. Khi cậu ta đứng dậy vừa bước ra khỏi cái giảng đường thì cậu ta lại quên mất, không nhớ biết là pháp gì, cho nên cậu ta quay trở lại ngồi xuống nghe nữa. Lần thứ hai cậu ta cũng bỏ dở nửa chừng. Lần thứ ba thì lúc bây giờ cậu ta mới nghĩ rằng là bây giờ ta sẽ không ra về nữa, ta sẽ không còn nhớ đến tiền thưởng nữa đi, chỉ ngồi chú từng nghe Đức Phật thuyết pháp thôi. Cuối cùng cậu ta chứng được đầu quả Tu Đà Hoàn. Cậu Ca Lá mới thỉnh Đức Phật ngày mai cùng với chúng tỳ kheo về nhà trai tăng. Ông có cô độc bỗng dưng hôm nay thấy đứa con trai của mình nó có một cái thái độ rất lạnh lùng, là mỗi khi về nó đòi ngay tiền thưởng, nhưng mà hôm nay thì nó bẽn lẽn, nó không muốn lấy tiền thưởng. Và sau khi thuật lại cho cha nghe pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết trong ngày hôm đó, rồi cậu ta đi vào trong phòng. Ngày hôm sau, Đức Phật đi đến nhà của Cấp Cô Độc. Khi đó Cấp Cô Độc
mới chuẩn bị một ngà đồng vàng để vào trong một cái bị, trong một cái túi, và kêu cậu ca lá ra để mà ban thưởng. Thì cậu ca lá nghe gọi bước ra đảnh lễ Đức Phật và xin sám hối với Đức Phật về cái hành động đi nghe pháp mà để do cha mướn đi chùa, do cha mướn đi nghe pháp vân vân. Nay con không muốn lấy tiền thưởng đó nữa. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới thuyết lên cái bài kệ mà có lẽ là mai mốt chúng ta cũng sẽ học tới, bài kệ mà nói về cái quả vị tu đà quần còn hơn là cái ngôi vị chuyển lương vương hay là cái ngay vào đế thích hoặc là vua quốc độ nữa. Thì thưa quý vị, nhắc lại cái câu chuyện này nha, để cho chúng ta thấy rằng dù mẹ cha hay bà con có cho tiền cho bạc, có làm cái gì đi nữa, nhưng cũng không thể nào làm được ba điều. Một là không thể nào làm cho mình được cái sự an vui, hạnh phúc nội tâm cho đến già. Mà cái sự an vui, hạnh phúc đó và chính do cái tâm hướng chánh của người này mới có thể làm cho mẹ, cha và con không thể làm được điều đó. Thứ hai là cái quả sanh về cõi trời, cõi phạm thiên sau khi bệnh chung. Quả sanh về cõi trời, cõi phạm thiên đó chính do cái phước, do cái nghiệp thiện mà người đó đã làm bằng cái tâm hướng chánh mới làm được. Chứ mẹ, cha và bà con không thể nào dẫn mình đi đến cõi trời hay đến cõi phạm thiên được. Và cái điều thứ ba, tức là đạo quả tu đà quần, tức đà hàm, a na hàm, a la hán, diệt trừ phiền não và chấm dứt cái sự khổ đau đó, thì chỉ có mỗi người tự làm được bằng cái tâm hướng chánh, chứ không có một người mẹ, người cha hay một người bà con nào có thể làm được. Ở đây thế nào gọi là tâm hướng chánh? Cái tâm hướng chánh ấy, tức là cái tâm an trú thiện pháp, vô tham, vô sân, vô si, tức là trí tuệ. Và ở đây khi một người làm lành, làm điều thiện vì thân, vì khẩu, vì ý, hay là tạo cái, một người tự tạo cái phước vật hay phước đức, phước trí, thì cứ họ với cái tâm trong sạch, thanh tịnh và họ làm được cái điều đó, thì chính họ mới tạo cho họ cái sự an vui cho đến già, cho đến chết. Bởi vì khi họ an trú với tâm thiện, và tâm thiện này nó sẽ đưa đến, dẫn đến cái trạng thái hoan hỷ, cái trạng thái an lạc. Còn mẹ cha hay bà con, nếu thân bằng quyến thuộc mà họ thấy mình bị khổ, một là họ giúp đỡ vật chất cho mình một phần nào đó, một chén cơm, manh áo hay một số tiền, chỉ vậy thôi. Thấy mình khổ thì họ an ủi, và chỉ an ủi vậy thôi, còn cái sự khổ đau hay là được hạnh phúc là do nên chính bản thân mình, cái tâm hướng chánh, mình sẽ được cái sự hạnh phúc.
Còn về cái nghiệp lành mà được sanh về cõi trời, cõi vọng thiên hay là cõi người trong tương lai, cái nghiệp lành lần này cũng chính do người tự tạo lấy bằng cái tâm hướng chất, chứ không có người cha người mẹ hay bà con nào có thể làm được. Còn khi mà mình tôn trọng, hướng đến vô tham vô sân vô si, hướng đến sự xuất gia, hướng đến sự viễn ly, hướng đến sự xuất ly khỏi tam giới, thì cái khuynh hướng Bồ Tát đó là phải tự mình có cái khuynh hướng mình tôn trọng. Và khi mà đã có những cái khuynh hướng tôn trọng như vậy, tinh tấn nỗ lực thì mình sẽ đạt tới đạo quả giải thoát, mà không có người mẹ người cha hay bà con nào có thể làm được. Dù trong trưởng giả Anathabindaka cũng muôn bạc vạn bỏ tiền ra để mình chấp dẫn đứa con trai đi vào cái con đường chánh đạo, mặc dù vậy, nhưng mà nếu lúc ban đầu mà cậu Ca Lá, đứa con trai út cũng có cô độc, chỉ nghĩ đến cái đồng tiền thưởng, có tiền để mà ăn chơi, cho nên nghe lời cha đi đến chùa, đi cho có đi thọ ngũ giới, thọ cho có thọ, ngồi nghe pháp, nghe cho có nghe vậy thôi, chứ không thể nào làm được, bởi vì lúc đó tâm chưa hướng chánh. Nhưng một khi tâm đã hướng chánh rồi á, thì khổ ta đã thấu triệt được giáo pháp do Đức Phật khéo thuyết, và khổ ta đang đạt đến thánh vức, trong tương lai sẽ đưa đến cái sự trị đạo quả A La Hán, đoạn tận khổ đau. Thì cái ngõ đi này chính do cái tâm hướng chánh làm được, chứ mẹ cha và bà con không thể làm gì được điều đó. Cho nên khi mà chúng ta tu tập và chúng ta tạo cái công đức phước báo, chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta bỏ nhiều cái thời gian hay bỏ nhiều công sức, nhiều tài sản, chúng ta làm các cái thiện pháp, các cái công đức làm như vậy nó uổng phí. Không phải đâu. Khi mà tự mình làm được điều đó là mới không bị thất thoát ở trong tương lai. Chứ còn ngay trong hiện tại mình không có dành thời gian để mà tu tập thì trong tương lai là chúng ta không thể nào chúng ta được cái sự an vui. Chúng ta đừng nghĩ rằng là khi mà mình có thân bờ nghĩa thuộc, rồi khi mà mình chết á, thân bằng nghĩa thuộc sẽ làm đám tang hay là làm phước để hồi hướng cho mình. Không phải. Cái việc mà hồi hướng cho đó, thưa quý vị, khó nhận lắm. Bây giờ mình tự mình tạo phước cho chính mình, thường đem theo trong ngày vị lai, mình có cái chỗ nương tựa và phước báo của chính mình làm, nó sẽ hay hơn là bây giờ mình không làm phước, đến khi chết sanh vào cái cảnh giới khổ đời, bây giờ mình mong nhờ thân nhân làm phước hồi hướng thì nó mỏng manh vô cùng. Vì sao vậy? Nó có nhiều cái lý do. Cái lý do thứ nhất mà Đức Phật đã thuyết trong Tăng Chi Bộ Kinh
là cõi Phạm Thiên, cõi Chư Thiên đó, thì các vị đó có cái phước báo, có cái năng lực thiền định quá đầy đủ, quá sung mãn, các vị không cần cái phước mình hồi hướng. Còn nếu như mà ở sanh cõi người thì mình có Phật thật riêng của loài người, hồi hướng phước không được. Còn nếu như thân nhân mà sanh vào cái loài bàn sanh, mỗi một loài bàn sanh, mỗi một loài bàn sanh như là sanh làm bò bay mái cửa, nếu bò bay mái cửa hay là chúng ta nói thượng cầm hạ thú, sanh làm cái loài chim, hoặc là làm cái loài thiết công, hoặc là làm hay là làm côn trùng chẳng hạn, thì như vậy mỗi một loài như vậy nó có cái vật thực riêng, không thể nào mà mình hồi thân nhân mình hưởng phước thấu đáo đến được đâu, khó lắm, không được chứ không phải là khó, không được. Chỉ có một loài mà có thể hưởng được tùy hỷ phước hồi hướng được đó là cái loài ngạ quỷ, mà ngạ quỷ này có cái tên gọi là Paradatu, có chim có cá. Cái loài ngạ quỷ chuyên sống nhờ người khác hồi hướng phước cho. Cho nên chúng ta chết và sanh vào cái loài ngạ quỷ đó thì chúng ta quả mai chúng ta mới hưởng được cái phước báo do thân nhân hồi hướng. Còn nếu mà chúng ta chết và sanh vào cái loài bàn sanh hay là sanh xuống địa ngục, sanh Atula hay sanh làm người ở xứ khác, thì như vậy thân nhân là phước chúng ta cũng không thể hưởng. Chúng ta lấy thêm ví dụ cha mẹ mình vừa mãn phật vì cái sự tiếc nuối tài sản ở trong nhà cho nên sanh làm con chó trong nhà, con mèo trong nhà, thì như vậy đang sanh làm con chó con mèo, nhưng mà trong ngày đó, trong thời gian đó mình thỉnh tăng đến để mà làm phước hồi hồi hướng cho cha mẹ, thì con chó con mèo hậu thân của cha mẹ mình đâu có hưởng được cái phước báo đâu. Chúng ta phải suy nghĩ chỗ đó, chúng ta mới thấy rằng là cái chuyện mà chúng ta nhờ cái sự hồi hướng phước là một điều rất là mỏng manh. Một cái điều thứ hai nữa đó, tại sao gọi là chờ đợi cái sự hồi hướng phước là mỏng manh? Những chúng sinh mà trong thời quá khứ lúc mình sinh mà có tu tập, có làm được nghiệp lành, bây giờ sau khi sanh vào cái loài ngạ quỷ đó, mình là mới cảm thấy tiếc nuối rằng tiếp ở sanh là người, mình không có làm thiện pháp nhiều, cho nên bây giờ mới khổ đau như thế này. Thì bây giờ đang trông chờ thân nhân làm phước hồi hướng, thì lúc đó mới có cái sự tùy hỷ. Như trường hợp là ngạ quỷ, nữ ngạ quỷ thân mẫu của ngài Sariputta trong năm đời sống quá khứ, người mẹ hiện tại của tôn giả Sariputta, thì Bà La Môn Sari, nữ Bà La Môn Sari, sau này bà chứng quả Tu Đà Hoàn, còn nữ ngạ quỷ mẹ đời sống không có tạo phước, cho nên đã sanh làm loài ngạ quỷ, cái đố khổ. Một người kia nữ ngạ quỷ đã xuất hiện trên con đường đi kinh hành,
của tôn giả Sariputta và xin ngài bố thí cho. Ngài Sariputta ngài hỏi ra những là nghĩ nói là mẹ ở trong quá khứ của ngài, nhưng mà vì kém phước cho nên sao là ngạ quỷ bây giờ đến để xin, để xin ngài bố thí thức ăn, tức là xin phước đó. Thì ngài Xá Lợi Phất thì chấp nhận, nhưng mà ngài nói trước là ngài sẽ cho nữ ngạ quỷ đó một bát cơm để đi khất thực về, rồi hãy đem cúng dường cái bát cơm đó đến chư tăng, rồi quan hỷ với phước mình làm. Nhưng ngạ quỷ mới nói rằng thân ngạ quỷ nên không có dám đến gần chư tăng. Tôn giả Sư Huy Tá ngài mới nói rằng ta sẽ nhân lên danh những ngạ quỷ để cúng dường cái bát cơm đến chư tăng, hãy đứng ở ngoài ở xa mà tùy hỷ, như là tùy hỷ cái công đức mình đã làm. Thì sáng ngày ngài đi khất thực về, ngài mới đem cái bát cơm đó mới trình bày chư tăng biết là bát cơm này đã ngài đã cho đến nữ ngạ quỷ, và nhân dân nữ ngạ quỷ đó cúng dường lại chư tỳ kheo, xin chư tăng hãy thọ nhận và chúc phước phước báo cho nữ ngạ quỷ. Ngạ quỷ đứng ở ngoài nghe như vậy quan hỷ, chết sanh thì cổ trời. Cái này ở trong Veda Quá Thú có kể lại câu chuyện đó thưa quý vị. Cho nên trong trường hợp đó, chỉ trừ khi nào mà một người mà sinh vào cái loại ngạ quỷ đang cần vật thực của thân nhân làm phước cho, vật thực ở đây không phải là cái thức ăn cơm nước bánh trái mà mình đem cho ngạ quỷ ăn cũng được, mà mình phải đem cái thức ăn đó cúng dường cho đại thể tăng chúng gọi là Dakshina Dana mới hồi hướng phước đó cho ngạ quỷ, hay là nhân danh ngạ quỷ đó để làm phước hồi hướng, thì như vậy mới hướng được. Nhưng mà nó cũng dông dài lắm thưa quý vị. Như vậy tốt hơn là tự mình tạo cái công đức phước báo khi mình đang còn sống. Cái thân hướng chánh đó nó sẽ giúp cho mình được an nhiên tự tại, bởi vì sau khi chết, khi mà mệnh chung, chính cái thiện nghiệp này nó sẽ tạo ra cái quả dị thục, tạo ra cái tâm quả để những người tái sanh ở cõi trời, cõi người liền. Chúng ta cũng phải nhớ điều đó. Thì cây thứ vị, nếu cái tâm hướng tà là cái tâm bất thiện, tham sân si làm các ác nghiệp vì thân vì khẩu vì ý, thì cái tâm hướng chánh samma panihi panihi tăng chít tăng, tức là cái tâm thiện vô tham vô sân vô si tạo nghiệp lành về thân về khẩu về ý, nó đi ngược lại như vậy. Cho nên nói tóm lại là khi mà cái tâm bất chính rồi ác hạnh, nó sẽ gây cái hậu quả đắng cay hơn cả cái điều mà kẻ thù gieo rắc cho kẻ thù, quan gia gieo rắc cho quan gia. Cho nên chúng ta phải tránh. Còn ngược lại, cái tâm chân chính là cái tâm thiện tâm lành mà tạo nghiệp lành bằng thân bằng khẩu bằng ý, nó sẽ tạo ra cái quả tốt đẹp, cái quả an vui đời này đời sau, mà không có một người cha người mẹ nào
hay là một người bà con nào có thể làm được cho mình bằng cái tâm thiện mà mình đã có. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị bài học hôm nay qua hai cái câu Pháp Cú 42-43. Và bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc ở đây. Kính chúc quý vị luôn được sẽ vui quá. Và với 35 phút còn lại, xin cung thỉnh Hòa Thượng Nhất Đẳng với Thượng Tọa Tây Nguyên hoan hỷ chia sẻ giúp cho cái phần này. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú, kính thưa Hòa Thượng Tây Sư rất nhiều với Pháp Thoại vừa rồi. Trước khi Hòa Thượng đi nghỉ đó, xin Hòa Thượng hoan hỷ chia sẻ một điều là trong kỳ ngôn đầu tiên của bài học ngày hôm nay đó, thì cái duyên sự nó có vẻ như bất cập. Bởi vì khi mà Đức Phật kể về một người thiện nam tên là Nanda làm chủ ở trại bò đó, thì người này đón tiếp Đức Phật về với tất cả thiện tâm và làm rất nhiều cái phước sự. Nhưng mà trên đường sau khi từ giả Đức Phật trở về thì bị cái tai nạn là bị mũi tên của người thợ săn bắn trúng, bị bắn lạc. Thì vì lạc đạn thì bên Hòa Thượng Tự Sư, cái câu chuyện bất cập ở đây là những gì mà Đức Phật dạy như là kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm niệm tà gây ác tự thân đó, thì nó không áp dụng được gì trong cái đời sống hiện tại của Nanda hết. Bởi vì Nanda đời sống hiện tại là đời sống rất là tốt, rất là đẹp và vừa mới làm thiện phước. Rõ ràng là câu chuyện đến Đức Phật Ngài đề cập đến cái ác nghiệp đã tạo trong quá khứ. Mà ngay trong sứ giải của bài kinh đó thì lại nói rằng vì chư tỳ kheo không hỏi, thành ra Đức Phật Ngài không có kể chuyện quá khứ. Dạ, không kể chuyện quá khứ. Vấn đề ở tại đây là nếu một người đọc kinh Pháp Cú mà quen lấy duyên sự để làm cái nền cho cái bài kinh đó, cho cái bài kể Pháp Cú đó, thì sẽ rất là thất vọng. Dạ, khi mà đọc câu chuyện này. Dạ, bởi vì một câu chuyện liên quan đến quá khứ, mà quá khứ lại không được nhắc tới, mà hiện tại rất là đẹp, và cái lời dạy của Đức Phật nó không có xứng hợp gì với hiện tại này hết, với đời sống hiện tại của Nanda. Thì bên Hòa Thượng Tây Sư thật ra khi mình hồi nhỏ mà đọc những bản kinh này đó thì cứ nghĩ rằng là quả thật là các vị A-sa-lê đã có cái tâm tôn kính đặc biệt với cái truyền thống cổ xưa, là cái gì có nói thì ghi là nói, cái gì không nói thì ghi là nói. Ví dụ trong trường hợp này là Đức Phật Ngài không nói câu chuyện người thân, và các vị kể tới đó thì các vị không có nói thêm. Thì khi Hòa Thượng làm cái bản sớ giải của Hòa Thượng làm chú bài kinh này đó, cho bài kệ Pháp Cú này đó, thì Hòa Thượng có thấy có khó khăn về việc này không? Một câu chuyện và cái lời dạy không có tương ưng ý nghĩa với nhau. Và Hòa Thượng có cảm nhận là cái sự gìn giữ cái nguyên cái chất của chánh đạn mà các vị A-sa-lê làm đó là một điều lợi lạc cho tất cả chúng ta hiện tại để tăng trưởng niềm tin không? Xin thỉnh Hòa Thượng hoan hỷ trả lời trong giây phút, rồi sau đó thỉnh Hòa Thượng đi nghỉ. Anh Đồng Bộ Đức Thầy ạ. À, kính thưa quý Phật tử. Quả thật, trong hai bài kệ ngày hôm nay, nếu mà đọc trong chú giải đó, trong chú giải của hai bài kệ thì chúng tôi cũng có gặp nhiều cái sự ngỡ ngàng lắm. Nhưng mà bây giờ đó thì mình lại có cách để mình suy nghĩ cái chiều hướng khác, để mình viết, mình soạn ra
bài dạy. Chứ còn ngày xưa đó, khi mà còn nhỏ chỉ đọc truyện thì các ngài dịch sau thì mình nghe vậy, cho nên khi mình đọc thì chúng tôi không hiểu là tại sao cái bài kệ này ý nghĩa này mà cái câu chuyện nó không có ăn nhập gì đâu hết. Quả thật vậy, có lẽ là vì chúng tôi và Hòa Thượng Giác Đẳng cùng lớn lên và cùng học đương thời với nhau, cho nên tâm trạng rất hiểu rõ. Thì thưa quý vị, ở đây chúng ta nên biết rằng là vì các vị A-xà-lê các thầy rất là tôn trọng, các vị không có mua vẽ vời thêm cái gì mà không có. Chẳng hạn như cái câu chuyện tiền thân của Nanh Đá, khi mà các vị tỳ kheo không có thỉnh cầu, không có hỏi, Đức Phật ngài không có thuyết, thì các ngài A-xà-lê các ngài chứng giải thoát cuốn này các ngài cũng nói thật là chỗ này là Đức Thế Tôn ngài không có nhắc đến, nói như vậy. Rõ ràng là các vị A-xà-lê các ngài làm việc rất là thận trọng và các ngài rất là kính trọng giáo pháp. Chúng ta phải hiểu được đó. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta cũng có thể hiểu một cách đúng đắn qua cái bài kệ này. Chẳng hạn như chuyện Tràng Thị Nam đó, thì cái câu kệ mà Đức Phật ngài thuyết nó không có liên hệ gì đến cái hiện tại. Anh ta là một người rất là tốt, nhưng mà cái chết của ta nó đột ngột, và cái chết có thể nói là chết quan, thì cả những cái nào xảy ra trong cuộc sống nó đều ảnh hưởng là do nhân của quá khứ. Những cái chết bi thảm như vậy thì đều do nhân của quá khứ. Chúng ta phải biết rõ về người mà tên lý nhân quả nghiệp báo thì chúng ta phải tin điều đó. Cho nên ở đây đó, rõ ràng là Đức Phật ngài muốn nhắc cho một điều là điều mà một kẻ địch hay là một kẻ thù gây đau thương tăng tốc cho một kẻ thù thì cái đó nó không có nên nổi mình á tệ hại hơn bằng cái tâm hướng tà. Nhưng mà ở đây trong bản dịch của chúng ta gọi là cái tâm hướng tà, cái tự nhiên của chúng ta thấy nó lạ chút xíu, chứ đúng ra cái chữ Michapanichittang là cái tâm có cái khuynh hướng sai quấy, tức là cái tâm khuynh hướng bị tham sân si. Ở đây là Đức Phật muốn nói rằng ở trong cái chuyện ở quá khứ thôi, cái chuyện ở quá khứ, khi một người trong kiếp luân hồi sanh tử mà với cái tâm sai quấy mà tạo ra những cái ác nghiệp, chính ác nghiệp đó nó trở thành cái hậu báo nghiệp, là cho dù bây giờ một người có tốt như thế nào đi nữa, nhưng mà chính do cái ác nghiệp ở quá khứ đã làm thì nó cũng tạo ra cái quả bi đát trong hiện tại. Cũng như là người chăn bò Nanh Đá hay là
một con thiện nam ở tại sau cái thi gì, thì không phải là Đức Phật giải thuyết cái gì nó cũng có liên quan đến cái duyên sự hiện tại, mà nó ảnh hưởng đến duyên sự quá khứ. Hoặc là có đôi khi Ngài thuyết pháp, Ngài muốn nhắc đến một cái luân lý động, mà nó xảy ra để đáp số cho cái hoàn cảnh hiện tại. Mà chúng ta được có chung chứng giải thì hoàn cảnh hiện tại đó thì lại kể ra một cách đầy đủ những gì ở trong hiện tại về cái đời sống của người cha bò Nanh Đá, thì chúng ta thấy cái đời sống quá đẹp, không có gì đáng chê trách hết. Nhưng mà chẳng sao Đức Phật thuyết cái này, thuyết về cái tâm hướng tà. Rõ ràng là anh chàng chăn bò Nanh Đá, tâm của anh ta đâu phải hướng tà đâu, nhưng mà cái tâm hướng tà của anh ta là ở trong quá khứ. Anh đã tạo một cái ác nghiệp, cho nên bây giờ dầu cho Đức Phật có đến hay không có đến, anh ta cũng phải chết. Chỉ có vậy thôi. Còn cái trường hợp trong cái bài kệ số 43 của vị, thì ở đây đó, trong cái duyên sự về công tử Suraya, thì chúng ta thấy rõ ràng hai cái trường hợp này chúng ta áp dụng được. Lúc ban đầu công tử Suraya bị biến đổi thế giới từ người nam mà trở thành người nữ, phải bỏ xíu mà đi đó, thì rõ ràng cái trường hợp thứ nhất này là trường hợp do tâm hướng tà, nó gây nên cái sự bất lợi, thì chúng ta lấy cái tâm hướng tà được. Nhưng mà rồi sau đó, khi mà tiểu thơ Suraya đã biết rằng là và đi sám hối cùng với Ngài Mahakachana bằng cái sự thật lòng, thì chúng ta chuyển đổi trở lại cái giới tính ban đầu, không còn là người nữ nữa, thì cái đó là tâm hướng chánh. Rồi lại thêm nữa là lúc mà đi xuất gia rồi đó, vị ấy quyết tâm mà tu tập, và chính do cái tâm hướng chánh mãnh liệt như vậy đó, cho nên vị này chứng quả A La Hán để dứt trừ cái sự tham ái, không còn thương yêu con mình đẻ hay là con của người khác đẻ, con của người vợ đẻ ra hay là con của chính bản thân mình đẻ ra, không còn thương yêu, muốn thoát được ra khỏi cái tình cảm vương vấn như vậy là phải do cái tâm hướng chánh. Cho nên ở trong cái duyên sự thứ hai, thưa quý vị, cũng là một cái duyên sự khó đó. Chúng ta khó, nếu mà chúng ta không khéo mà chúng ta chỉ đọc cái câu chuyện không, thì chúng ta sẽ khó chấp nhận được là trường hợp này Đức Thế Tôn Ngài thuyết cái bài kệ mà mẹ cha và bà con không ai làm gì hơn không bằng tâm hướng chánh, khiến sở hành tốt đẹp. Thì trong cái câu chuyện của Suraya, trong cái câu chuyện đó, nó nằm ở cái tình tiết nào, nó nằm ở cái giai đoạn nào, cái vấn đề này cũng là một vấn đề nó cũng hơi rắc rối cho chúng ta. Nhưng mà không sao cả, thưa quý vị, duyên sự là duyên sự, để qua đó đi. Nếu mà chúng ta cảm thấy được, thì bây giờ chúng ta chỉ cần hiểu cái nghĩa lý của hai câu kệ đó thôi, là chúng ta đủ để mà chúng ta tu tập, chúng ta thực hành
chúng ta xài rồi chứ, chứ chúng ta cần gì phải có cái sự liên đới cho nó biết, cho nó ăn khớp với cái duy sự. Cho nên các Phật tử chúng ta nghe chư tăng mà thảo luận ở đây là muốn cho ra lẽ thôi, chớ quý vị đừng có hoang mang. Như vậy thì trong cái câu này có nên tu tập hay không, 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 đừng nghĩ như vậy. Chúng ta cứ nên biết rằng là thế mà trong cuộc sống của chúng ta, mỗi khi mà cái tâm hướng tà đó, cái tâm tà vại mà làm cái hành động bất chánh, tạo cái nghiệp bất chánh, thì chúng ta sẽ bị cái quả đắng cay bi đát hơn là kẻ thù hại mình nữa. Chúng ta nhớ vậy. Cũng như khi mà cái tâm mình nhớ, dầu cho mẹ cha hay là thân bằng quyến thuộc có làm gì lợi ích cho mình đi nữa, thì cũng không bằng cái tâm hướng chánh tu tập, nó sẽ đem đến cho mình cái quả tốt đẹp ở tương lai. Chúng ta cứ nhớ hai điều đó thôi. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi trực tiếp của Hòa Thượng Giác Đẳng Nam Mô Bụt Thầy giờ. Sa thú kính trình Hòa Thượng Thầy Sư. Đúng ra để Hòa Thượng đi nghĩ đó, nhưng mà thật ra cái câu này cũng hơi, nó cũng hơi khó chút xíu. Thành ra Hòa Thượng Quang Hỷ nói thêm một chút đó là bạch Hòa Thượng, là ngày nay đó có rất nhiều chùa, rất nhiều tăng ni đó, đôi khi đưa ra cái cách hướng dẫn Phật tử là mình làm cái đạo, làm cái đàn tràng này, mình cúng kiểu kia thì mình sẽ tránh được tai nạn, tai qua nạn khỏi, an ninh làm ra, thậm chí còn sửa được cái nghiệp quá khứ. Bây giờ có những nhà sư Tây Tạng đó ở đây, họ họ nói rằng mình làm cái đàn tràng như vậy đó, mình cúng vào ngày nào sẽ sửa được cái nghiệp của mình. Nhưng mà khi mà mình đọc chuyện xưa kinh cũ, đọc ở trong Tam Tạng đó, và những câu chuyện như là ông chăn bò nanh đá này, sau khi ông làm phước sự rất lớn Đức Phật và Chư Tăng, thì cái nghiệp quá khứ nó trổ cho ông lãnh. Hay là ngày Ba Hy Giá, khi nghe Đức Phật thuyết pháp tu tập chứng quả rồi mà cũng bị bỏ hút, vân vân. Thì không biết có khi nào mà thử nghĩ cái cách chúng ta nói ngày nay có vẻ giống như thầy Lăng Bông, mà gặp ai mình cũng có vẻ mình chưa hết mà. Mà ở thực tế nó không phải vậy. Hòa Thượng có thấy vậy không? Tại vì ngày nay cái chuyện rất là phổ thông, và các vị tăng ni ở các chùa chuyện có vẻ là hướng dẫn Phật tử là do cái mình cúng kiến kiểu này, cúng kiến kiểu kia thì mình chuyển được cái nghiệp, mình thay đổi được nghiệp. Thì Hòa Thượng thấy rằng mình nói cái đó nó có quá lời không? Nói cái đó nó có vẻ là giống như thầy Lan không? Xin kính thỉnh Hòa Thượng trả lời chút xíu. Tức là cái tân cái tư vị, chúng ta không cần phải giải thích nhiều, chúng ta cũng biết rằng cái đó là cái điều mà nó không có chính xác. Nếu như mà chỉ bằng cái sự cúng kiến, lập đàn tràng như vậy, tụng kinh như vậy đó, mà dẹp hết cái ác nghiệp, tránh được những cái tai ương đó, thì như vậy chúng ta đã tránh được cái tai ương rồi. Vì chúng ta nếu sợ tai ương thì chúng ta cứ làm như vậy là chúng ta tránh, nhưng mà không thú vị. Rồi lại nữa, để chúng ta nói như vậy đó, sao chúng ta không nhìn lại trong thời Đức Phật, chính bản thân Đức Phật khi còn hữu duy niết bàn thì ngài cũng có những lúc là chịu cái quả nghiệp ở trong quá khứ. Chẳng hạn như ngài bị đeo qua đá tá lăn đá, một mảnh đá làm cho chân của ngài bị thương tích chảy máu, cảm thọ khổ khổ thân. Thì Đức Phật ngài kể lại rằng cái này do nghiệp ngài trong quá khứ. Như vậy thì không lẽ là Đức Phật ngài không biết cách để mà ngài chuyển nghiệp hay sao?
mà bây giờ mình lại đi dạy cho Phật tử để chuyển nghiệp, mình giỏi hơn Đức Phật à? Không thể, không thể được. Cái này chẳng qua là muốn câu kéo tín đồ làm ra vẻ linh linh thiên thiên vậy đó, cho nên mới bày ra cái đó. Mà nhiều khi Phật tử mình đó nghe nói như vậy thì mình mừng rỡ, mình làm theo, nhưng mà làm rồi sau đó cái tai ương nó vẫn tiếp tục xảy ra, mình không dám nói. Mình bây giờ thì không dám nói nữa, mình không dám nói là mình bị tai ương nữa. Mình đi ra mua món đồ mà gặp món đồ giả, về xài không được, mình còn có thể mình đem ra mình trả, hay là mình đổi, hoặc là mình mắng vốn cái người bán tại sao nói hay quá nhưng mà đem về xài không có được, vân vân, mình còn nói. Nhưng mà cái người Phật tử khi mà họ đi đến xe, đi đến nghe ông thầy nói sao hạn chiếu năm nay xui xẻo như vậy, phải cúng kiến, họ đem về họ cúng, họ cúng sao cúng hạn, nhưng mà cúng rồi đến chừng họ bị vẫn bị, thì lúc đó họ không có, không dám nói được. Họ đâu có đi đến, đi đến ông thầy đó để họ mắng vốn hay là họ đòi bồi thường đâu, cũng có. Cho nên chính vì chỗ đó bị các vị kia cứ gạt hoài. Nhưng mà bây giờ cái chuyện của người ta đó thì mình không cần nói chi. Bây giờ chúng ta chỉ nói chuyện trước mắt là người Phật tử chúng ta nên nhớ như thế này. Không phải quả của nghiệp ở trong quá khứ, quả ác của nghiệp quá khứ không phải là chúng ta không chuyển được. Vì có câu Phật ngôn, Đức Phật này dạy rằng ai dùng các hành lành để xóa mờ ác nghiệp sẽ sáng chói đời này như trăng thoát khỏi mây. Chúng ta có thể chuyển được. Và khi mà chúng ta biết về cái nghĩa lực của thiện pháp đó, của thiện nghiệp đó, nó có bốn. Một là chánh đắc các cam bá là sanh nghiệp, hai là uppappilika là trị nghiệp, uppatthapakka là trị nghiệp, uppappilika cam bá là chướng nghiệp, và uppakkhataka cam bá là đoạn nghiệp, đoạn nghiệp ác. Cái thiện nghiệp của chúng ta đã làm đó, một là nó tạo ra cái quả tốt, và khi nó tạo ra quả tốt thì cái thiện nghiệp này nó còn có cái chức năng là nó duy trì cái quả đó kéo dài dài, dài trong tóc của chúng ta, thì như vậy gọi là trì nghiệp. Và cái thiện nghiệp chúng ta nó còn có cái mãnh lực là nó làm cho những cái ác nghiệp ở trong quá khứ có trổ quả đi nữa nó cũng nhẹ thôi, nó không đến nỗi mạnh. Cũng giống như là mũi tên bắn đi mà trời gió mạnh thì làm cho mũi tên đó nó bị yếu, yếu cái tốc lực. Chúng ta tạo thiện nghiệp nhiều nó cũng lợi lắm thưa quý vị. Tạo thiện nghiệp nhiều cũng có lợi lắm, làm cho cái quả nó nhẹ đi. Thí dụ bây giờ trong quá khứ mình phạm cái tội, mình tạo cái nghiệp sát sanh, lẽ ra là bây giờ mình phải chết yểu đó, nhưng mà do mình tu tập mình tạo cái nghiệp mạnh, nghiệp thiện mạnh, cho nên khi mình đi gặp xe cộ tai nạn giao thông xảy ra mình chỉ bị xây xát, bị thương thôi chứ không đến nỗi chết. Cũng có bị quả ác nghiệp như quả nhẹ thay vì là chết. Còn nếu mà trường hợp mà mình tạo cái nghiệp thiện mà cái mãnh lực nó mạnh quá thì lúc bây giờ những cái ác nghiệp trong quá khứ chúng ta có thể dẹp, có thể làm cho mất đi cái ác nghiệp đó.
cũng có nhiều người thưa quý vị trong quá khứ thời Đức Phật á, thay vì sống chỉ mới sống tại 7 tuổi chết rồi, nhưng mà cha mẹ nghe như vậy mới thỉnh Đức Phật và chư tăng về để làm phước. Nhờ cái sự cúng dường, nhờ cái sự đảnh lễ tôn trọng bậc trưởng thượng, cho nên đứa bé đó được tăng tuổi thọ sống tới 120 tuổi lận. Cái đó là chuyển nghiệp, cái đó là chuyển nghiệp được. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là cái việc mà chúng ta cung kính, chúng ta trì niệm, nó vẫn có hiệu lực. Nhưng mà chúng ta trì niệm kinh hay là chúng ta cung kính đảnh lễ Phật Pháp vân vân, cái hiệu lực, nhưng mà cái hiệu lực đó nó chỉ giúp ở phương diện khác. Còn cái phương diện mà những cái ác nghiệp mà mình đã làm thì mình phải tạo cái thiện nghiệp cụ thể mình mới chuyển tới nghiệp được, chứ không phải là chúng ta chỉ ngồi đó. Cái chuyện gì ở trong quá khứ, bệnh tật tai ương quả ác nghiệp, chúng ta đều là do chúng ta lập đàn tràng cúng tế tụng kinh rồi nó giải hết. Thì như vậy người ta tu làm chi, cực khổ tu hành chi. Cho nên chúng ta phải hiểu vậy. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận của Hòa Thượng Giác Đẳng Nam Mô Phật Thầy nha. Sa thú, kính thưa Hòa Thượng Thượng Sư rất nhiều, xin được thỉnh Sư Huynh đi nghỉ. Và xin hỏi Thượng Tọa Tây Nguyên, Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tây Nguyên nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa hoan nghỉ. Kinh hồi hướng cầu an cầu siêu đều là vô nghĩa, không có, không được gì hết. Thì Thượng Tọa Tây Nguyên có nghĩ rằng cả hai cách nói đó nó đều có vẻ hơi cương điệu quá không, nó cực đoan quá không? Trong khi thì chúng ta thấy rằng nghiệp nó có những cái bất định, chứ mình nói cách cố định gọi là được hay không được thì nó không phải là câu trả lời chuẩn lớn. Thượng Tọa có nghĩ như vậy không? Xin cái tình ý kiến của Thượng Tọa Tây Nguyên. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nhá Nam Mô Tham Mai, Nhá Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp chúng tăng, kính lễ đến Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tổ Tư Vũ, Tư Đức cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào đến Quý Tôn Đại cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, có một số vị có lẽ hơi quá khẳng định về cái điều mà chúng cái nghiệp mà chúng ta đã tạo thì nó như thế này, nó như thế kia, thì nói một cách tức là chúng ta hơi quá khẳng định nó hơi một đường một chiều. Và có một số vị á thì cũng nói rằng cái nghiệp mình nó dễ chuyển, ai gian thiếu mình lo, mình tu, mình niệm, mình trì này thế kia, thì đứng theo cái nhìn của chính con thì con nghĩ rằng á, nếu chúng ta làm bất cứ một cái công đức gì mà nó là thiện sự thì nó đều là kết quả thiện. Đây là một cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa là nếu như một người nào mà tu hay là không tu bất cứ cái gì đó, nhưng khi mà người ta chuyển hóa có lỗi lầm thì nó cũng được chứ. Bằng chứng ví dụ như là những cái câu mà Kinh Pháp Cú cũng đã dạy đó chứ. Nếu như chúng ta làm các cái việc lành đó, bằng cái công đức đó, như người đã làm điều thiện hãy tiếp tục làm thêm, rồi tích thiện trữ thiện sẽ được an lạc. Hay là nếu chúng ta làm điều lành điều thiện á, mà chúng ta làm một cách tức là đầy đủ và tốt đẹp á, thì nó cũng có thể đẩy lùi, nó có thể là xóa được những cái ác nghiệp như trăng thoát mây che. Cái điều đó là có cái sự khẳng định chứ.
có nghĩa là chúng ta cũng có thể chuyển hóa được. Chuyển hóa ở đây con ví dụ như là bây giờ một ly nước màu mà chúng ta chế nhiều cái ly nước trắng vào thì nó cũng có thể chuyển đổi đấy chứ. Nó giảm bớt hơn. Con nghĩ rằng cái ác nghiệp cũng vậy. Nếu như mà cái ác nghiệp mà chúng ta đã lỡ tạo nhưng vì chúng ta dùng nhiều thiện sự, cho nên chúng ta cũng không có đừng có một cái quá cứng nhắc mà chúng ta nói rằng không có cái việc cầu an cầu siêu, cái việc mà tụng niệm cái chuyện mà như thế này thế kia, nó không có cái này không có cái kia, thì cái điều đó chúng ta cũng hơi quá là khinh suất, hơi quá là tự tin quá. Bởi vì chúng ta ngày nào chứ thí dụ chúng ta đọc kinh, không phải riêng chúng ta đọc mà chúng ta nghe đâu, hay những người xung quanh ta mà có các phi nhân, có các loài chúng sinh, nó cũng có thể nghe được chứ. Theo cái phước duyên của nó có thể nghe được. Bằng chứng đó, tức là có lẽ là các vị đó ít có gặp những cái hiện thực mà khi thí dụ như là khi các vị Atula họ nhập về tại chỗ họ nói chuyện thì chúng ta mới thấy có những cái điều mà chúng ta, họ cũng có cái tâm thành để nghe, họ cũng có cái tâm thành để nhận lãnh phước. À, tại sao mà không làm lễ như thế này, không làm lễ như thế kia cho chính họ. Thì còn cái chuyện mà thí dụ như bây giờ chúng ta làm lễ cầu siêu, người đó có siêu hay không, quả thật thì chúng ta tạm gọi như là chúng ta bị cái lỗi đi, thì chúng ta phải làm nhiều cái điều tốt thì mới xóa được cái lỗi mình chứ. Thì cũng như họ nhận nhiều cái phước, họ cũng nhận được nhiều lần như vậy thì anh ông đầy mới chuyển cái nghiệp của họ được, chứ đâu phải không muốn chuyển nghiệp thì chuyển nghiệp được. Cho nên vì vậy đâu phải muốn dễ dàng là được. Ta muốn là chúng ta nói rằng là tự nhiên họ hoan hỷ tùy hỷ phước, từ chỗ đó nếu như đủ cái phước họ mới quá sanh, họ mới siêu. Còn nếu như họ bị cái là ngạ quỷ mà nặng nề đó thì họ cũng coi như là họ có thể là khó có thể siêu thoát. Nhưng chúng ta cứ nhớ tới họ nhiều và cái tâm hoan hỷ tùy hỷ của họ nó tăng trưởng thì nó cũng, con nghĩ rằng nó cũng sẽ thoát được. Đây là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa là chúng ta đừng cho rằng là khi mà những chúng sinh đó nghe cao la hay nghe ngạo quỷ gì cũng vậy đó, bây giờ như chúng ta đi có những đồ vật chúng ta không xài nhưng chúng ta cũng vẫn nhận, chúng ta cũng vẫn lấy, nhiều khi cái phước họ nó chưa đủ, cái phước này nó chưa đủ tới họ, nhưng chuyển tới cho họ thì cũng như là chuyển tới từ từ thì cái nhờ cái đó cái tâm họ nó quan hỷ nó vui. Chứ chúng ta không thể nói rằng, cũng không ai, nếu mà chúng ta nói rằng là bác là không thì chúng ta cũng không có nên bác một cách thẳng thừng như vậy, và chúng ta cũng không nên quá là nương dựa vào cái điều gì cũng vậy, tức là chúng ta không có chính tự thân mình để mình làm tốt, mà mình cứ nghĩ rằng mình nhờ cái sự gia trì, nhờ cái sự cầu nguyện, nhờ cái tha lực nó đưa tới, thì cái đó cũng là một điều mà có thể nói rằng chúng ta không nên con kỹ lại như vậy. Chứ còn cái việc gì cũng vậy, tâm con người mà nếu như chúng ta khởi lên cái thiện tâm, khởi lên mình như chúng ta nói, khởi lên cứ như là chánh tính chánh trực ấy, thì cái tâm của chúng ta, hay là khởi lên coi như là tâm không có tà, thì đây là điều tốt đẹp hết trơn. Và cái điều tốt đẹp đó có thể chia sẻ cho những người khác. Chứ ở đây thì Bạch Hòa Thượng con không có chấp nhận người ấy nói rằng là cầu an cầu siêu hay là các cái quả phước làm đó nó vô điều vô ích. Cái điều đó có một điều đó, chúng ta chỉ nghe khi Đức Phật này giảng cái lý này đối với hoàn cảnh này thì nó như thế, rồi chúng ta không có đổ đồng mà chúng ta chụp cái lý đó ra và chúng ta nói tất cả đều không cũng được. Cái lý này Đức Phật này thuyết cái duyên sự này cho cái ông A này là cái duyên sự nó như thế và ông ta phải chịu cái quả như thế, và Đức Phật này nói là một cái câu kinh như thế này, nhưng ở một lý cái câu kinh kia không phải là nó có cái sự dị biệt, nhưng ở đây là có cái gì, tức là cái hoàn cảnh và cái điều kiện, cái duyên nghiệp của mỗi người nó cái duyên nó khác ở mỗi cấp độ, ở mỗi cái thời gian, ở mỗi cái nghiệp duyên khác nhau, yeah. Cho nên ở đây là trên tinh thần của chính con thì con thấy rằng là chúng ta không nên quá là lệ thuộc, và chúng ta cũng không nên như là chúng ta không nên chạy thẳng thừng cũng là không được. Bây giờ chúng ta ví dụ đi,
Nếu như đối với các vị Atula, chúng ta cúng mà chúng ta không cúng cho họ phá, chúng ta không ăn được, họ quậy. Nhưng cúng cho họ, họ cũng ăn được, họ im lặng. Nó là hại chứ. Đây là cái sự thật. Bởi vì như điều mà chúng ta đó, là thí dụ bây giờ chúng ta biết nhớ là thí thực á, thí thực vào buổi chiều các chùa Bắc Tông thí như vậy, nhưng các chùa Nam Tông không có thí như vậy. Mà các chùa Nam Tông á, các chùa Nam Tông thì cho rằng đó là cho họ ăn cái thức thực để họ nghe kinh, chứ không có cho cái vật thực cấp liên caro haro như người thường được. Thì cái vật thực đây chính là cái điều nó khác nhau mà. Dạ. Thì đây chính là ý của con như vậy thôi, còn như đây là một điều mà nếu hòa thượng có những cái ý nào nữa thì hòa thượng nói là bổ túc cho được. Cái câu này nó cũng rất là cần, đại chúng cũng cần phải tương tri nó. Dạ, con kính thỉnh hòa thượng. Sa thú kính thỉnh thưa thầy quyền. Thưa quý Phật tử, thật ra thì hết giờ rồi, chúng tôi không có muốn nói dài thêm về điều mà đã được thưa thầy quyền trình bày. Nhưng mà chúng tôi muốn thưa quý vị một điều như vậy là chúng ta nhớ ở trong đời này đó, không có cái gì nó mang tính tuyệt đối, kể cả nghiệp báo. Yeah. Và cái hiểu của chúng ta thường hiểu một chiều, cái hiểu của chúng ta thường hiểu đoan chắc cái gì đó, nhưng mà chúng ta hoàn toàn không có nhận ra được, chúng ta không có hiểu ra được. Đó là mình nói thì mình nói một cách tuyệt đối hoàn toàn, nhưng mà trong đời nó có cái tương đối thôi thưa quý vị. Cái gì đó cũng tương đối, nghiệp cũng vậy. Do vậy chúng ta cẩn trọng. Dạ, chúng ta cẩn trọng học đạo. Cái sợ nhất của học đạo đó là mình nói cái gì mà khẳng quyết 100%. Ví dụ như mình thấy những vị họ nghe pháp rồi họ đắc đạo, rồi mình nghĩ rằng ai nghe pháp đắc đạo thì chuyện nó sai. Và chúng ta nói rằng không thể nào nghe câu pháp đắc đạo được cũng sai. Dạ, cách nào cũng sai. Chúng ta phải nhớ trong đời này nó có nhiều chuyện ấy, mà nó không có nằm ở trong cái thông lệ, nằm ở trong cách nghĩ bình thường. Vì vậy mình nói chuyện cũng nên cẩn thận, và đừng bao giờ đoan chắc cái gì quá. Dạ, đừng giờ đoan chắc, cái đó là cái tốt nhất. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của lớp Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này chúng ta sẽ có lớp Thắng Pháp Phổ Thông, và từ rồi thứ vì chúng tôi gặp trục trặc, chúng tôi không có giảng được cái tâm thiện sắc giới. Ngày mai này chúng tôi sẽ trở lại với tâm thiện sắc giới. Xin được đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy.